Hôm nay chính là ngày sinh nhật kỷ niệm ngày sinh của vị vua Lê Hoàn Lê Đại Hành. Ông sinh đúng vào ngày này năm xưa, ngày 10 tháng 8 năm 941. Lê Hoàn Lê Đại Hành là vị hoàng đế sáng lập ra nhà Tiền Lê, trị vì nước Đại Cổ Việt trong 24 năm. Ông là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Khi còn thiếu thời, ông làm quan cho nhà Đinh dưới thời Đinh Tiên Hoàng, đến chức thập đạo tướng quân. Năm 979, viên quan Đỗ Thích giết vua Đinh Tiên Hoàng và người con Đinh Liễn. Người con thứ tên Đinh Toàn nối ngôi lúc 6 tuổi. Lê Đại Hành làm nhiếp chính, nắm đại quyền triều đình. Nhà Tống Trung Quốc thừa thời cơ để phát binh xâm lược Đại Cổ Việt. Trước tình thế đó, Thái hậu Dương Vân Nga, mẹ của nhà vua, trao áo bào và nhường ngôi cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn tự mình thân chinh làm tướng đánh tan quân Tống xâm lược, chém hết các tướng và bắt sống được nhiều tướng nhà Tống đem giải về Hoa Lư, giúp cho Đại Cổ Việt thanh bình, bảo toàn được nền độc lập của đất nước. Lê Hoàn là một vị vua giỏi có nhiều đóng góp cho đất nước. Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn thu được nhiều thành tích nổi bật trong việc cai trị như việc phát triển nông nghiệp, mở trường học, tuyển dụng nhân tài và đánh bại Chiêm Thành, đánh dẹp các tộc người ở biên giới khiến họ phải quy phục triều đình. Vì vậy, ông được sử sách đánh giá là một minh quân có công trong việc xây dựng đất nước và được nhân dân ca ngợi. Ông băng hà năm 1005, thọ 63 tuổi tại Kinh Đô Hoa Lư.